Sáng ngày 2 tháng 9, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua thôn 1, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, khiến một nam thanh niên điều khiển xe máy bị container cán tử vong khi đang vượt chiếc xe này. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, nam thanh niên tên Nguyễn Khắc Tăng, 27 tuổi, ngụ Cát Tiên, Lâm Đồng, điều khiển xe máy mang biển số 49N17350 lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Đắk Nông. Khi đi đến đoạn chợ Bù Na thuộc thôn 1 xã Nghĩa Trung, anh này tăng ga vượt trái chiếc container mang biển số 51D10822 kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát 51R11910 đang lưu thông cùng chiều phía trước. Tuy nhiên khi gần vượt xe container thì tài xế xe máy bất ngờ mất lái va vào xe container. Cú va ở tốc độ khá cao khiến anh Nguyễn Khắc Tăng và xe máy đều ngã ra đường. Nam thanh niên này đã bị xe container cán tử vong tại chỗ. Cũng vào sáng sớm ngày hôm nay, tại cổng nhà máy thiết bị nâng hạ Quang Trung thuộc phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh cũng đã xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe tải. Tại hiện trường, hai xe tải đấu đầu nhau, phần đầu của hai xe bẹp rúm. Được biết, hai tài xế trọng thương được người dân đưa đi cấp cứu, hiện trường đang được điều tra làm rõ. Vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, trước cổng trường Trung học Phổ thông Thiên Trường thuộc xóm 14 xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cũng đã xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô và xe máy. Theo một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, người đàn ông điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, húc vào sườn xe ô tô đang quay đầu. Cú tông mạnh khiến người đàn ông ngã văng ra đường, bị thương nặng vùng đầu. Người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện huyện Giao Thủy cấp cứu. Hiện trường đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Khoảng 14 giờ 40 phút chiều nay, tại ngã tư Tân Thành 25 và Tân Thành 43, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương, xảy ra vụ va chạm giao thông tương đối nghiêm trọng giữa hai xe gắn máy Winner và Sirius. Thông tin ban đầu được biết thì cả hai phương tiện đều chạy cùng chiều hướng từ Tân Thành về Đất Quốc. Winner chạy tốc độ cao và tông vào xe Sirius, khiến cả hai đều bị thương nặng.